Alo, Vlog Mà Được Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình thử tài dự đoán Euro 2024 vui cùng Euro trên kênh Vlog Ngoài Đường Pit. Lúc này đây thì Vlog Ngoài Đường Pit đang có mặt để tác nghiệp trận đấu giữa câu lạc bộ BKMX Bình Dương và LB Băng Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Gò Đậu. Và do là chiều ngày hôm nay lẽ ra thì mình sẽ đăng cái chương trình này sớm để quý khán giả có thể là sớm vào tham gia dự đoán kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Ý và đội tuyển Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày mai. Tuy nhiên là do đường xá quá kẹt xe và mình phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới có thể là di chuyển tới Bình Dương được. Cho nên là bây giờ thì khi mà mình vào trong sân thì mình mới tranh thủ để lên sóng, trò chuyện cùng với quý khán giả cũng như là đưa ra các cái điều kiện cho cái cuộc thi mini game sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày mai. Quý khán giả chắc chắn là rất là quan tâm đến cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Ý. Đây là trận đấu diễn ra trong khuôn khổ của lượt trận thứ 2 bảng B vòng chung kết Euro 2024. Và tối ngày hôm qua thì chúng ta đã được xem Albania thi đấu rất kiên cường và cầm hòa Croatia với tỷ số là 2-2. Chính vì vậy mà cục diện của bảng B sẽ rất là khó lường ở trận đấu giữa Tây Ban Nha cũng như là với Italia, đương kim vô địch của Euro 2020. Vậy thì tối ngày hôm nay, Vlog Ngoài Đường Pit xin mời quý khán giả hãy đưa ra dự đoán của mình về kết quả cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Ý theo cái hình thức như sau. Đầu tiên, Tây Ban Nha ghi trước gạch ngang Ý và đưa ra cái kết quả dự đoán phẩy, xin lưu ý phẩy. Cái nội dung tiếp theo sẽ có sự thay đổi so với cách đây vài ngày khi mà các cái mini game như bình thường là sẽ đưa ra con số may mắn. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ thay đổi lại cái cuộc chơi một chút. Đó là có bao nhiêu người đoán đúng giống bạn. Đó, có bao nhiêu người đoán đúng kết quả tỷ số giống bạn trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ý. Quý khán giả có thể cho một con số mà quý khán giả đoán được. Thực ra trong cái khó nó có cái dễ. Mình xin được tiết lộ một chút. Đó là ở trong các cái chương trình dự đoán của Euro, vui cùng Euro trên kênh Vlog Ngoài Đường Pit thì luôn dao động ở một cái mức độ số lượng bình luận và dự đoán khoảng từ 500 cho đến 700 người chơi. Vậy thì trong cái chương trình ngày hôm nay, cả nhà ví dụ mà đoán cái kết quả là hòa 1-1 thì cả nhà hãy tính toán một cái xác suất làm sao đó cho thật là hợp lý. Và ngày mai mình sẽ tổng kết lại toàn bộ cái xác suất đó để mà chọn ra được người sẽ giành được chiến thắng. Sẽ chỉ có một con số chính xác. Ví dụ như là 1-1 mà có khoảng 30 đi, 30 người đoán 1-1 mà ra cái kết quả 1-1 đó, thì là ví dụ bạn nào mà đoán 28 sẽ được giải nhất. Ví dụ gần với cái con số 30 người đoán giống nhau á, thì bạn nào mà đoán là 28 gần với con số 30 đó nhất thì là thắng. Hoặc là người tiếp theo là 27 chẳng hạn thì được giải nhì, 26 được giải ba chẳng hạn như vậy. Đó thì mình sẽ lựa chọn ra theo cái thứ tự như vậy để cho quý khán giả có thể dễ dàng nắm được. Và như đã chia sẻ trong chương trình vào trưa ngày hôm nay thì trong chương trình dự đoán trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ý lần này thì sẽ có tổng cộng là 5 giải thưởng. Đó là giải nhất là một đôi giày di chuyển Yoga Bola, đôi giày của đội tuyển Việt Nam thường xuyên sử dụng trong khoảng thời gian gần đây. Tiếp theo là hai giải nhì, đó là hai chiếc áo đội tuyển Việt Nam. Và hai giải ba sẽ là hai cục sạc dự phòng đến từ thương hiệu Minh Tuấn Mobile. Nên là mình xin phép được gửi lời chúc may mắn nhất đến với tất cả các bạn sẽ tham gia vào phần dự đoán vui cùng Euro trên kênh Vlog Ngoài Đường Pit. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ý xin được nhắc lại cú pháp như sau. Tây Ban Nha gạch ngang Ý, kết quả phẩy, có bao nhiêu người đoán đúng giống bạn. Đó, xin mời cả nhà.
rõ mà Tuấn Anh. Cách đây ít phút thì Trần Minh Vương đã gặp một chấn thương, và bây giờ thì bạn ấy đã được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành rút khỏi sân. Có thể nói là việc Minh Vương phải rời sân chỉ sau 20 phút thi đấu là một thiệt thòi rất lớn cho hàng tấn công của LV Băng Hoàng Anh Gia Lai vào ngày hôm nay. Trong bối cảnh rất cần 3 điểm trên sân Gò Đậu để có thể là tạm thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, thì việc thiếu vắng Minh Vương trong khoảng 70 phút còn lại của trận đấu sẽ là một khó khăn dành cho LV Băng Hoàng Anh Gia Lai, nhất là trước sức ép liên tục của các cầu thủ BKMX Bình Dương vào ngày hôm nay. Như vậy là ở phút thứ 28 của trận đấu thì tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm 2023-2024 với pha đánh đầu vào lưới của thủ môn Trần Minh Toàn, mở tỷ số trận đấu cho câu lạc bộ LV Băng Hoàng Anh Gia Lai trên sân Gò Đậu. Tuy nhiên là chặng đường còn rất là dài, còn rất là nhiều khó khăn đang chờ đợi các học trò của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Sát thủ vòng cấm Nguyễn Tiến Linh đang có mặt trong vòng cấm địa của LV Băng Hoàng Anh Gia Lai. Người đứng trước tình huống đá phạt sẽ là Võ Hoàng Minh Khoa. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ, xin lỗi, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik đang có mặt trên khu vực khán đài. Bóng vẫn còn bên phần sân của BKMX Bình Dương. Lúc này đây thì trận đấu đang tạm thời bị gián đoạn và Vlog ngoài đường pit cũng xin phép được tranh thủ dừng cái phần phát sóng ở đây để quý khán giả còn có thể vào để mà đưa ra dự đoán về trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ý vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày mai. Xin mời quý khán giả hãy cùng dự đoán và chúc cho tất cả mọi người sẽ có được sự may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.